Sao nói với cháu là cô thì răng của cô thì cách đây hơn chục năm rồi là đã có cái hiện tượng bị lung lay và rụng. Thế thì đầu tiên thì rụng một hai cái thì chú cũng cứ đưa cô lên Hải Dương để mắc cái cầu răng sứ thôi. Thế thì nên cũng phải 5-6 lần lên Hải Dương làm. Thế nhưng mà cứ được một thời gian thì những cái răng mà chú để mắt lấy phải thì nó lại bị rụng. Thì đến cái thời gian vừa rồi thì thấy cái tình hình cái răng của cô là không thể làm được cái cầu răng kia nữa, thì chú cũng có tham khảo em quan thứ hai nhà cô đấy thì nó cũng đã giục cô đi làm cái tên mấy năm rồi về cái chồng cái y bệnh này, nó cũng đã tham khảo rồi. Thế nhưng cô thì cứ bảo là tốn nhiều tiền như thế thì cô không làm. Thế thì đến cái đợt vừa rồi nó thấy cái tình hình nó răng nó kém quá rồi thì chú cũng vào mạng chú tham khảo. Thế thì qua tìm hiểu nhiều cơ sở thì chú thấy một là cái trang thiết bị của cái cơ sở làm việc này cũng tương đối là tốt. Hai nữa là cái đội ngũ y bác sĩ thì mình cũng có thể là tin tưởng được. Thế thì chú cũng quyết định là báo với cô là sẽ chọn cái cơ sở này để mà làm cho cô. Thế thì lần đầu tiên thì vào đây thì được bác sĩ Vinh tư vấn thì rồi là qua nắm mắt nhìn thực tế thấy cái trang thiết bị rồi đội ngũ y bác sĩ ở đây thì cô chú cũng rất là yên tâm. Ngay từ cái lần đầu tiên về nhà thì chú cũng báo với các em là chỗ cơ sở này là bố mẹ rất là yên tâm. Cô thì cô tên là Nguyễn Thị Thánh ở Thanh Khê Thái Hà Hải Dương. Năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? Cô năm 9 rồi, 61 rồi. Lúc mà cô thì ở Hải Dương thì như thế thì chú lên mạng khắp các nằm các cơ quan làm răng, nhưng mà lần sau là chú chốt lại là vào đây. Thì lúc thì chưa làm được hàm răng thứ thì cô làm hàm răng nhựa nắp tạm thì cũng khó khăn, nhai ăn cũng khó khăn, nhưng mà cũng cứ cố gắng mà chịu. Thì đến ngày nay lắp vào thì về, bây giờ chưa biết là có tốt hay không, nhưng mà thấy nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng thì là đầu tiên thì cô và con đi, nhưng mà lúc quyết định là đi cô bảo là bây giờ nhiều tiền như thế này là cả tôi có sống được không sống được, mấy hôm thì chết thì thôi, chứ bảo là nhất là một ngày cũng phải đi làm chứ không thì như này thì nó khó. Thế nên là bố mới bỏ như thế rồi thì mới bàn nhau được hai hôm thì hôm sau chú quyết định là đến Tết Dương lịch ấy thì thấp hai ngày là Tết Dương lịch thì là chú quyết định là đi, mấy con cô quyết định là đi thì là cô đi. Rồi cũng muốn là bỏ ra muốn tiền to này chẳng biết có ăn được hay không, hay là làm mà không ăn được nữa thì chết. Nhưng mà chú bố là đã làm là ăn được chứ sao lại không ăn được. Dạ vâng ạ. Quê là khó khăn. Hiện tại thì sau khi mà cắm xong rồi ạ, thì đến bây giờ cô cảm thấy như thế nào ạ? Cô nhìn bây giờ cô cảm thấy cắm xong rồi thì nó nhẹ nhõm mà nó không đau gì cả. Mấy hôm mà bằng cái răng nhựa đấy nói cũng khó, mà nó nói nắm nước cắn cả vào lưỡi. Mấy hôm mà hôm nay thì cảm thấy nó nhẹ thì cũng thành bền như thế nào. Chú thì chú cảm nhận được là mà hôm qua tham khảo với thực tế thì chú thấy là mỗi một lần làm ấy thì cái hai cái cầu bắp răng bắp và cái là bị mài mòn rất là nhiều, thì chú nghĩ là như thế là nó sẽ yếu, mà quả thật là sau một thời gian rất là ngắn thôi thì cái răng trụ đấy là nó lại bị gãy. Thế cho nên là nếu mà chú mà biết trước như thế này thì có thể là không răng của cô cũng không đến cái mức độ hỏng như thế. Có thể là dùng một cái mình cắm luôn một cái nó chèn vào thì chú nghĩ nó không ảnh hưởng gì đến những cái răng kia thì là tốt hơn.
nó có thể là răng cô sẽ trụ được, nhưng thực tế là mình cũng không nắm bắt được, cứ nghĩ là dụng đi đi ấy cắm làm cái răng cầu và thế là xong thôi, không nghĩ được đến cái mức độ như thế này. Nếu mà biết được cái khoa học kỹ thuật như thế này thì có thể mình cũng cố, để nó nặng quá thì về cái kinh phí thì nó cao, thì có thể mà ngay bước đầu mà dụng một cái mà mình làm được thì cứ nghĩ là nó tốt. Cảm ơn chú nhiều ạ. Thì thực ra thì hôm nay thì cháu cảm nhận được cái tình cảm mà cô chú dành cho nhau ấy ạ. Ở cái độ tuổi này rất là ngưỡng mộ, thì cháu thì chúc sức khỏe cô chú luôn luôn dồi dào. Thì bây giờ cô có thể tự tin, cô cười, cô quay sang chú, cô nhìn chú, cô cười để chú biết. Bây giờ thực sự là cũng... Thôi thì nói thật là cô chú thì ở nông thôn cũng vất vả nhiều mấy bao nhiêu năm nay. Bây giờ đến cái lúc mà các em nó lớn, nó có công ăn việc làm thì các em nó tự lo được do gia đình của các em rồi, thì cô chú cũng cứ phải động viên người trông nom lẫn nhau thôi. Thế thì quả thật là đến hôm nay thì qua một thời gian hơn 4 tháng mà cô, các bác sĩ giúp cô mà đến bây giờ được như thế này, kết quả được như thế này, nói thật là cô chú cũng rất là phấn khởi. Thì không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn tất cả các y bác sĩ mà trong cái thời gian vừa qua đã giúp cô có được cái bộ mới như thế này. Gia đình không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tất cả các đội ngũ y bác sĩ ở trung tâm. Cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì xong rồi, cô về nhà ăn uống chắc chắn là sẽ tốt hơn rất là nhiều rồi. Nha khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.